phố thương mại Bá Kết, khu đất vàng trong lòng thành phố du lịch. Tọa lạc tại chính giữa trung tâm thị xã Nghi Lộ, nằm trên trục đường Thanh Niên, tuyến phố thương mại sầm uất của thị xã. Là tuyến đường gần nhất, đẹp nhất, kết nối giữa các tuyến phố chính nội thị đi ra bến xe trung tâm, chạm mới theo trục hướng phát triển đô thị của thị xã. Phố thương mại Bá Kết chỉ cách Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Lộ chưa đến 1 km, nằm ngay cạnh chợ Mường Lò, khu chợ lớn nhất tỉnh Yên Bái với bán kính lên tới 1,5 km, nơi cung cấp hàng hóa cho hơn 100.000 người dân của ba huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải. Tại nơi đây, hàng ngày diễn ra hàng chục nghìn giao dịch lớn nhỏ. Đặc biệt, phố thương mại Bá Kết chỉ cách bến xe trung tâm thị xã Nghi Lộ 200m, bệnh viện chất lượng cao thị xã Nghi Lộ 1 km. Cạnh ngay ba trường là trường Mầm Non Hoa Hồng, trường Trung học cơ sở Tô Hiệu và trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi. Điểm nổi bật của phố thương mại Bá Kết là nằm giữa tuyến đường chính Thanh Niên và đường Vành Đai, con đường trọng điểm về du lịch của khu vực Hà Nội, Yên Bái, Nghi Lộ, Mù Căng Chải, Trạm Tấu. Với quy mô 2,5 hectare, hạ tầng đồng bộ, xây ngăn lô tách thửa vùng vắn. Mỗi lô có diện tích từ 120m2 đến 140m2. Đường nội khu trải bê tông hoàn chỉnh, hệ thống điện, nước được thiết kế theo tiêu chuẩn đô thị, phù hợp cho việc xây dựng nhà ở dân cư hoặc các dịch vụ thương mại như nhà hàng, khách sạn, siêu thị, karaoke. Phố thương mại Bá Kết mang cho mình đầy đủ tiềm năng trở thành thành phố thương mại sầm uất, thu hút dân cư đông đúc, hiện đại, đầy đủ các tiện ích. Tại phố thương mại Bá Kết, nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm về vấn đề pháp lý, sổ đỏ cấp mới từng lô, 100% đất nền thổ cư. Đặc biệt, mức giá đầu tư khởi điểm vô cùng hấp dẫn. Trong khi đó, hiện hữu ngay bên cạnh phố thương mại Bá Kết, tuyến phố trung tâm chợ Mường Lò đang có giá trung bình trên 100 triệu một mét vuông. Khu vực cổng chợ Mường Lò có giá 150 triệu một mét vuông. Tuyến phố Thanh Niên có giá từ 60 đến 80 triệu trên một mét vuông. Đặc biệt, tại khu vực cạnh khách sạn 7 tầng, nơi giao nhau giữa đường Thanh Niên và đường Điện Biên có giá từ 180 đến 200 triệu trên một mét vuông. Với vị trí top đầu về giá trị bất động sản trong khu vực, tiềm năng tăng trưởng từ 20 đến 30% một năm, thậm chí đột biến lên tới 50% khi lộ tuyến giao thông từ Nghĩa Lộ nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi vào hoạt động. Mức đầu tư tài chính hợp lý, thủ tục ngân hàng nhanh gọn. Chính vì vậy, phố thương mại Bá Kết xứng đáng là một trong những cơ hội đầu tư sinh lời bậc nhất cho các nhà đầu tư. Phố thương mại Bá Kết, khu đất vàng thương mại trong lòng thành phố du lịch.